Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bao giờ quân đội Trung Quốc có thể sánh với quân đội Hoa Kỳ? Ngày 2 tháng 2, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA có bài bình luận Tập Cận Bình thanh trừng các tướng lãnh. Theo đó, các đài truyền hình Trung Quốc đã chiếu một lọt 4 bài về chiến dịch chống tham nhũng. Họ đưa ra các dữ liệu chính thức của Ủy ban Thanh tra, cho biết trong năm 2023 đã có 610.000 cán bộ bị trừng phạt, khiển trách sau khi hai bộ trưởng Tần Cương, Ngoại giao và Lý Thượng Phúc, Quốc phòng biến mất, rồi bị kết tội và cách chức. 32 cuộc điều tra cán bộ cao cấp khiến 45 người bị kỷ luật, 27 người trong số này đã nghỉ hưu trước khi bị điều tra. Ủy ban thanh tra đã ghi thêm các tội mới như đọc sách xấu, ma túy và tình dục. Và đây là hình bài trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả dẫn Hoa Nam Tạo Báo cho biết, trong 11 năm kể từ khi Tập cận bình phát động chiến dịch thanh trừng đã có 294 cán bộ cấp cao bị cách chức tuy nhiên tờ báo ở Hồng Kông này chỉ đếm các vụ thanh trừng dân sự chưa kể tới các tướng tá bị điều tra quân đội Trung Quốc có ủy ban thanh tra kỷ luật riêng sau khi Tập cận bình tấn công nạn tham nhũng hai vị tướng cao nhất đã bị thanh trừng là Từ Tài Hậu vào năm 2014 và Quách Bá Hùng hai năm sau Cả hai đều là phó chủ tịch quân ủy trung ương trước khi bị bắt. Tác giả tiếp tục dẫn thông tin từ Trung Quốc cho hay, tuần trước Quốc hội Trung cộng công bố quyết định cách chức chính đại biểu gốc quân đội nhưng không giải thích lý do tại sao. Ngoài ra, một cựu tư lệnh hỏa tiễn quân, tướng Ngụy Phong Hòa, có thời là bộ trưởng quốc phòng, không làm đại biểu quốc hội cũng biến mất mà không ai biết lý do. Đa số những người bị bãi nhiệm này đều phụ trách việc tiếp liệu thuộc lực lượng hỏa tiễn phụ trách các kho vũ khí nguyên tử. Và đây là hành lý thượng phúc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị bãi nhiệm vào năm 2023. Tác giả cho biết những người chỉ huy hỏa tiễn quân thường bị điều tra rất kỹ trước khi được bổ nhiệm. Sau đó người ta có thể tin tưởng vào tinh thần phục vụ, lập trường và lòng trung thành với lãnh tụ Tập Cận Bình của họ. Việc theo dõi, kiểm tra chắc không đặt nặng và không diễn ra thường xuyên những người tới kiểm tra có thể cũng biết các hành vi tham nhũng, nhưng đó là một hiện tượng bình thường trong quân đội cộng sản. Tướng tá nào nắm quyền hành đều tìm cách kiểm tra. Chính những người đi kiểm soát, thanh tra cũng nhân dịp vòi tiền hối lộ. Tác giả cho biết thêm, Tập Cận Bình đã đầu tư rất nhiều để hiện đại hóa hỏa tiễn quân với ba kho chứa hỏa tiễn trong các vùng sa mạc thuộc các tỉnh Tân Cương, Cam Túc và Nội Mông Cổ. Tác giả dẫn một tờ báo quốc tế từng loan một tin động trời do tình báo Mỹ tiết lộ là trong quân đội Trung Cộng có lúc họ không đổ xăng mà đổ nước vào hỏa tiễn. Ngoài ra, nhiều máy đậy trên các hầm chứa hỏa tiễn hư mà không được sửa, không điều khiển được. Và đây là hình tập Cận Bình, người đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng 11 năm qua. Tác giả cho rằng cuộc thanh trừng các tướng lãnh chỉ huy hỏa tiễn quân là một việc phải làm, vì Tập Cận Bình đang cố xây dựng một quân đội tân tiến Hy vọng sẽ đứng hàng đầu thế giới vào năm 2050, ngang sức hoặc vượt qua quân đội Hoa Kỳ. Hỏa tiễn quân thu nhận các nhà khoa học và kỹ thuật giỏi nhất để hướng về tương lai, không ngờ cũng là nơi tham nhũng nặng nề như các ngành khác. Tác giả dẫn bài nói chuyện của tập Cận Bình với cán bộ lãnh đạo trong Ủy ban thanh tra ngày 8 tháng 1, ông tập nhấn mạnh chống tham nhũng là một vấn đề chiến lược của Cộng sản Trung Quốc. Tác giả nhận xét Tập Cận Bình không nhìn thấy quyết tâm bảo vệ bản chất độc tài của đảng, hoàn toàn mâu thuẫn với ý muốn bài trừ tham nhũng. Ông không thấy một bài học là chính chế độ độc quyền, độc đảng đã đẻ ra nạn tham nhũng và dựa trên tham nhũng để tồn tại. Tác giả đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất, một quân đội với ung nhọt tham nhũng như vậy có sẵn sàng để đánh Đài Loan hay không? Thứ hai, đến bao giờ thì quân đội Trung Cộng có thể đọ sức ngang với quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bao giờ quân đội Trung Quốc có thể sánh với quân đội Hoa Kỳ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tàu chở dầu của Nga không bến đổ Ngày 4 tháng 2, báo tuổi trẻ loan tin nhiều tàu chở dầu Nga lên đơn vô định chờ bến đổ vì lệnh trừng phạt. Theo đó, thêm nhiều tàu Nga lên đơn vô định trên biển trong bối cảnh phương Tây áp các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này vì cuộc chiến ở Ukraine. Tuổi trẻ dẫn tin từ một hãng tin lớn quốc tế cho hay Bốn tàu chở dầu của Nga đã trôi nổi trên biển gần trung tâm xuất khẩu Osluga, vùng Leningrad của Nga, gần biên giới Nga-Estonia trong ít nhất một tuần, hồi cuối tháng 1 vừa qua. Các tàu chở dầu đang mang theo ít nhất 3 triệu thùng dầu thô, euro, loại dầu pha trộn hàng đầu của Nga. Tuổi trẻ cũng dẫn một trang tin về kinh doanh cho biết, không có con tàu nào trong số đó bị trừng phạt riêng lẻ. Tuy nhiên, vì các con tàu trôi nổi chờ cập bến cho thấy, các nhà kinh doanh dầu mỏ đang thận trọng hơn khi phương Tây tìm cách trấn áp các hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga thông qua các lệnh trừng phạt khi áp mức trần giá dầu ở mức 60 đô la đối với dầu Nga hồi cuối năm 2022. Và đây là hình bản tin trên báo Tuổi Trẻ. Theo Tuổi Trẻ, cuối năm 2023, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 5 tàu chở dầu của Nga do các tàu này vượt quá giới hạn giá bán. Một trong những tàu đó là tàu NS Century con tàu trôi dạt ngoài khơi Ấn Độ Dương suốt hơn một tháng, trong khi các quan chức Ấn Độ cân nhắc xem có nên cho con tàu này cập bến hay không. Hãng tin quốc tế cũng đưa tin, năm con tàu chở dầu khác của Nga cũng hoạt động gần Ấn Độ và Sri Lanka trong một tháng trước khi chúng bắt đầu chuyển hướng về phía đông hồi tháng 1 vừa qua. Ngoài ra, một hãng tin quốc tế lớn khác cho biết, 14 con tàu khác đã neo đậu gần một cảng biển ở Hàn Quốc trong suốt nhiều tuần, trên tàu chở theo khoảng 10 triệu thùng dầu của Nga. Tuổi trẻ cho biết thêm, Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu mỏ hàng đầu của Nga. Tuy nhiên, vị khách lớn này đã giảm đáng kể lượng mua dầu thô kể từ khi phương Tây quyết tâm thực thi các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga. Theo một số dữ liệu mà nguồn tin quốc tế phát hiện, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ hồi tháng 1 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng qua. Đổi lại, Ấn Độ tăng cường mua dầu thô từ Saudi Arabia với mức chiết khấu tốt hơn về các khách hàng lớn như Ấn Độ, bỏ mua dầu của Nga có thể gây thất thoát nguồn thu về lâu dài bởi dầu thô là một trong những nguồn thu chính của Nga. Và đây là hình một con tàu chở dầu của Nga. Tuổi trẻ dẫn dữ liệu từ ngân hàng trung ương Nga, theo đó lợi nhuận của các công ty dầu khí hàng đầu nước Nga đã giảm 41% trong 3 quý đầu năm 2023. Được biết lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau khi Nga bắt đầu tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng Giêng năm 2022 nhằm vào 4 lĩnh vực chính, tài chính, tiền tệ, năng lượng, vận tải và một số lĩnh vực khác. Thứ nhất, đối với lĩnh vực tài chính, tiền tệ, phương Tây áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Nga chưa từng có tiền lệ, như cắt đứt quan hệ với các ngân hàng lớn của Nga, loại các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu, cấm các giao dịch tài chính với ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài chính Quốc gia và Bộ Tài chính Nga Thứ hai, đối với lĩnh vực năng lượng, Đức quyết định dừng dự án đưa khí đốt từ Nga đến châu Âu. Mỹ cấm nhập khẩu xăng dầu và khí đốt từ Nga. Anh và EU cũng giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Thứ ba, đối với lĩnh vực vận tải, Mỹ và EU cấm xuất khẩu bán, cung cấp hoặc chuyển giao tất cả máy bay, bộ phận và thiết bị máy bay cho Nga, cấm cho thuê máy bay, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và tài chính liên quan nhiều nước đã đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga. Kể cả máy bay cá nhân của doanh nhân Nga cấm đi lại đối với các thành viên của giới chính trị và tài chính Nga. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tàu chở dầu của Nga không bến đổ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới